Rồi, đọc hai cột đầu tiên trong cái TV Guide và answer the question. Bây giờ time là thời gian, chúng ta có 8 giờ, 9 giờ, 10 rưỡi, 11 giờ, 12 giờ, 15 phút và các chương trình như sau. Và lúc 8 giờ chúng ta có wildlife, thế giới động vật, thế giới hoang dã, quốc phương forest, là vườn quốc gia quốc phương. Và mô tả cái chương trình này đó là gì? What the colorful world of plants, flowers and animals in their real life. Xem thế giới đầy màu sắc của động vật, thực vật, hoa trong thế giới thực của nó. 9 giờ thì chúng ta có hài kịch comedy, giáo viên cáo, the fox teacher, have a lot of fun, có rất nhiều niềm vui với một con cáo thầy giáo, một con cáo giáo viên, một teacher fox và học sinh của nó trong ngày đầu tiên ở trường. 10:30 thì chúng ta có chương trình thể thao sports, có nghe không? The pig race, đua heo, xem những con heo cute, dễ thương đó. Compete là thi đấu, trong những cuộc đua thú vị nhất ai sẽ chiến thắng đây. Câu 11 giờ, 11 o'clock chúng ta có game show. Children are always right, trẻ em luôn luôn đúng. Try this game show today, tham gia trò chơi ngày hôm nay và cố gắng trả lời các câu hỏi thú vị về thú cưng. Ok, tập trung vào con. 12:15 chúng ta có science khoa học, dolphin, the dolphin, cá heo. Xem những clip thú vị và hài hước và thú vị về những con cá heo, của những con cá heo thông minh trong cuộc sống tự nhiên của nó ngoài biển. Rồi trả lời câu hỏi cho cô đi. Một này, what in the wildlife program? Lấy vở ra sách ra chép bài nhá. Chương trình thế giới hoang dã có cái gì trong chương trình thế giới hoang dã con? Có cái gì đâu, làm gì có animal đâu, có cái gì? Có thế giới đầy màu sắc của thực vật, hoa và hả? Cái gì? Thẳng cái gì? Không phải nối mà là viết xuống dưới con. Viết mà nối đó mà nối không à. Đây là chương trình và đây là mô tả của từng chương trình. Con đọc chương trình xong con sẽ trả lời mô tả dưới đây nhá. Có cái gì trong chương trình wildlife thì con sẽ là trả lời là đấy, trả lời như vậy. It has đấy, chép vô cho cô đi. It has the colorful world of plant, flower and animal in their real life. Đấy, chép như vậy nhá.
Thằng Khoa học lớp thứ 7 nghỉ. Dạ. Khoa học lớp thứ 7 ngày mai nghỉ. Coi chắc hôm nay luôn đi. Rồi. What's in the wildlife program? Chương trình có cái gì trong chương trình thế giới hoang dã này, cuộc sống hoang dã này? Rồi, giáo viên cáo The Fox Teacher có phải là một bộ phim hài kịch hay không? Phải không? Chép vào chưa con? Chép, câu trả lời vào đây. Chỗ. Chép nhỏ nhỏ ở dưới á, nhanh lên. Rồi, Z nhá. Và con cá là con trai, vậy là Z hi cho cô. Chép vào. Nó ngắn như thế không biết được. Ô, cái điện thoại đâu rồi nhỉ? Ngoài á. Rồi. What time is the sport program? Chương trình sport á, là thể thao nó mấy giờ con? Con sẽ ghi ất cộng thời gian. 10:30. 10:30 làm gì có? Cái nào 10:30? Sport kì. Ất gì? 10:30 chép vào. Ất 10:30. Can we watch a game show at 10:30? Chúng ta có thể xem một chương trình game show vào lúc 10:30 không? No. Rồi. Vậy no gì? Trả lời lâu gì? No gì? No we can't. No we can't. No we can't. Rồi, what is the topic of the science program? Chủ đề của chương trình khoa học là gì? Chủ đề gì? Cá gì? Rồi, the dolphin, viết vào cho cô. The dolphin. Chắc là đi ngắn mà con đâu có dài đâu. Còn con một đánh hướng kia. Còn mấy con kia thì chép nào. Chưa? Được chưa? Rồi. Ok. Qua bài. Rồi, bây giờ hãy đọc cái TV Guide ở trong cái bài 4 lúc nãy và viết cái chương trình mà mọi người chọn để xem. Bây giờ thằng cha Phong nè. Phong muốn biết nhiều hơn về chó và mèo.
Rồi Phong muốn biết nhiều hơn về chó mèo mà con nghĩ là nó lên xem tên gì để biết chó mèo. Thú cưng ạ. Thú cưng là cái chương trình nào có thú cưng? Thú cưng đâu? Gì đấy, chương trình là tao cố. Ngọc bên các bạn mô tả cái nào có pet được. Biết. Biết shop rồi này, biết phim, biết program. Pet á? Thú cưng nha. Biết program. Đây là chương trình gì? Game show. Nha, đi vào game show. Trả lời các câu hỏi về thú cưng đó, game show. Chương trình game show. Game show tên của nó là gì? Children gì? Children. À. On way. Right. Rồi chép vào con. Children are on way right. Children are on way right. Bob thích chưa? Chủ nhiệm cô. Hả? Chưa chủ nhiệm rồi. Hết tại đi. Bob thích chương trình mà làm cho anh ta cười. Ôi. Bob thích chương trình làm cho anh ta cười. Hài cực. Bob thích chương trình mà làm cho anh ta cười là chương trình gì? Hài cực. Comedy. The gì? Comedy. The Fox gì? The Fox Picture. Rồi, Nga thích học về thực vật và động vật thì cho nó xem chương trình gì? Nga thích học về động vật và thực vật cho nó xem chương trình gì đây? Có động vật thực vật đây. Đâu? Cá heo mà thực vật à? Đây này, chương trình gì mà có động vật thực vật đây? Wildlife, quốc phương, forest. Đi vào. Wildlife. Quốc phương forest. Rồi ok, Minh thích xem các cuộc đua. Cho nó coi cái gì? Race là đua, vậy cho nó coi cái gì mà có đua. Mid ride. Rồi, vậy là sport. The pig gì? Ray. The pig race. Cuộc đua heo. The pig race, đua heo. Đua heo, mấy con heo chạy thi đua với nhau. Linh quan tâm tới động vật biển. Linh quan tâm tới động vật biển dolphin. Cho nó coi gì? Dolphin. Ghi là Science the Dolphin. Chương trình khoa học. The Dolphin. Ok. Ok chưa? The Dolphin. Rồi sang bài con. Rồi, tôi nghĩ rằng chương trình hay nhất dành cho Phong đó là game show Children Are Always Right. I agree. He wants to know more about pets. Cái này là mình speaking thôi. Lúc nãy mình nói rồi. Vậy thì con sẽ nói như thế nào giống như câu này. I think the best program for Bob is the Fox Teacher. Đúng không? Is the comedy the Fox Teacher. I think the best program for Nga is the gì? The wildlife, sao con không ghi đầy đủ? Cook for forest, con ghi thế này là thiếu rồi. I think the best program for me is spot the big rain. I think the best program for Linh is science, the dolphins. Ok, mình ít đủ hiểu không? Rồi, qua bài B, tiếp tục. Oh my god. Thằng ghi là listen, nghe cho nghe đi cô. Từ từ qua bài nghe chờ xíu. Hết. Speaking nè. Làm việc theo cặp nè, làm việc theo nhóm nè. Làm việc với nhóm của bạn. Hãy nói về cái nhóm theo your group, nói về nói cho nhóm của bạn biết về chương trình tiếp theo thức của bạn là gì. Bạn cuộc nói chuyện của bạn sẽ nên bao gồm có phần nghe. Bây giờ mình nói cho bạn mình biết là mình thích chương trình gì thì mình sẽ nói như thế nào. Tên của chương trình là gì, nó được chiếu trên kênh nào, nội dung của chương trình là gì và lý do bạn thích nó là gì. Bây giờ chúng con biết. Con viết vào chỗ trong sách đi. Chẳng hạn như con thích coi thể thao đi. Nha. Ghi vào đây. My favorite program is sport. Ghi vào. Sport. Sport. It's on VTV mấy? VTV. Mình 6. 3 hả? 3 nó nói về các trận bóng gì? Football gì? Football match. Football match. Football match in Vietnam and around the world. Rồi vào
Nha. It's about football match in Vietnam and around the world. I like it because it's easy. Nó rất là thú vị, exciting. Nha, ghi vô. Ghi vô đi. Vì ba nó hết tất cả các trận bóng đá đâu phải riêng mình Việt Nam đâu cô. Nên là Việt Nam nó dở hết. Không thì con coi truyền hình cáp gì đó. K cộng gì đó. Bóng đá ngoại hạng Anh. Mình coi gì đây? Euro. Euro rồi cái gì? Cúp C1 rồi ở cúp. Nam Mỹ gọi là cái gì? Là giải á, LA. Có America. Ờ. Còn ba thích ngoại hạng Anh lắm. Cái này ngoài ngang đây phải đi tay nghi luôn. Cô cho nghi, cô thích nó thích. Rồi, rồi. Ok, chắc không chưa? Rồi đó. Đâu? Yeah. Và tiếp theo. Rồi, các bạn này con nghe hả, tích vào chương trình đúng cho mỗi chương trình. À, kênh á. Kênh đúng, channel. Channel là kênh nào? Bây giờ đọc cho cô Green Summer. Đọc. Green Summer. Green Summer. Đó là mùa hè xanh. My Childhood. À, tuổi thơ của tôi. Harry Potter. Phim Harry Potter đó. English and Fun. Tiếng Anh và vui vẻ. Rồi bây giờ chúng ta nghe và chúng ta tích vào kênh nha con. Channel 1, Channel 2 and Channel 3, ok? Ok. Unit 7. Television. Page 13. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen and tick the correct channel for each program. Here are some interesting TV programs for you. Green Summer, a music program, is on Channel 1. It starts at 8 o'clock. My Childhood is on Channel 2. It's the story of a country boy and his dog, Billy. On Channel 3, you'll watch Harry Potter at 8:30. Children all over the... Unit 7. Television. Page 13. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen and tick the correct channel for each program. Here are some interesting TV programs for you. Green Summer, a music program, is on Channel 1. Channel 1! It starts at 8 o'clock. 8 giờ. My Childhood is on Channel 2. Channel 2! It's the story of a country boy and his dog, Billy. On Channel 3, you will watch Harry Potter at 8:30. Children all over the world love this film. If you like to learn English, you can go to English and Fun on Channel 1. Wow! It's at 9 o'clock. We hope you can choose a program for yourself. Enjoy and have a great time. Rồi, thưởng thức và có một thời gian tuyệt vời nhé. Không. Rồi đó là cái bài rất là dễ chọn kênh. Lát bài kia mới khó kìa. Rồi 10 điểm, ok, qua bài tiếp theo. Đánh dấu chưa? Chu phone này con. Nghe lại và đánh chu phone. Green Summer là một chương trình âm nhạc. Is that right, đúng hay sai? À, chương trình âm nhạc. Mùa hè xanh là một chương trình âm nhạc. My Childhood, tuổi thơ của tôi là một câu chuyện về cô gái và con chó của cô ấy. Lát nghe xong đúng không? Câu 3, trẻ em thích phim Harry Potter, nghe chắc chắn đúng rồi. Câu số 4, tiếng Anh và and fun, English and fun, chiếu vào lúc 5 giờ, 5 o'clock này, cô nghe được, 9 o'clock, bây giờ con nghe lại nè. Unit 7, Television, page 13, Skills 2, Activity 2, listen again and tick T, true, or F, false. Here are some interesting TV programs for you. Green Summer, a music program, is on Channel 1. It starts at 8 o'clock. My Childhood is on Channel 2. It's the story of a country boy and his dog, Billy. Country boy! On Channel 3, you will watch Harry Potter at 8:30. Children all over the world love this film. I love this film. If you like to learn English, you can go to English and Fun on Channel 1. It's at 9 o'clock. We hope you can choose a program for yourself. Enjoy and have a great time. Con, câu số 2 đúng hay sai? Lúc nãy mình nghe được Country Boy, một cậu bé miền quê với con chó của anh ấy, Billy. Mà đây là một cô gái. Và con chó là sai rồi. Boy mới đúng nha. Kiểm tra đáp án. Rồi mình giỏi quá. Các bạn tiếp theo.
Rồi, đọc câu hỏi và khoanh tròn đáp án đúng cho câu trả lời của bạn. How much do you like watching TV? À, nghe, nhìn. Nói nghe nó đây. How much do you like watching TV là bạn thích xem TV nhiều đến mức nào? A lot rất nhiều, social bình thường, social bình thường. Not much không nhiều lắm. Chọn cái nào? Social hả? Giờ có điện thoại thì có điện thoại hơn. Rồi, how many hours a day do you watch TV? À, bạn dành bao nhiêu? Bạn xem TV bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày? How many hours a day? Bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày? 1 hour, 1 giờ, 2 tới 3 giờ, ít hơn 1 giờ. Chọn đi. Chọn cái nào? Câu này không biết, mình chọn toàn C. Rồi, bây giờ có điện thoại đâu, có TV đâu đúng không? When do you watch TV the most? Bạn xem TV nhiều nhất là thời gian nào trong ngày? A. In the morning. B. In the afternoon. Và C. In the evening. Con coi ban ngày, buổi sáng, trưa, chiều hay tối? Chiều. In the tối evening thôi. Tối mới rảnh, cái ban ngày đi học nói mắt ra. Câu số 4. Do you watch TV when you are eating? Do you watch TV when you are eating? Bạn xem, bạn có xem TV khi bạn đang ăn không? À, luôn luôn, thỉnh thoảng, never. Chương trình TV nào mà bạn xem nhiều nhất? A. Phim hoạt hình, ha, cartoon, sport or science. Con thích coi chương trình nào? Sport. Ok. Rồi. Xong. Xong bài tiếp theo. Bây giờ nó hướng dẫn kìa. Viết một đoạn văn 50 từ nói về thói quen xem TV của bạn. Sử dụng câu trả lời trong bài số 3 lúc nãy. Nhá. Bao outline để dàn bài này. Giới thiệu. Nhá, giới thiệu. Thói quen xem TV của tôi là tốt. Thân bài, body là thân bài này. Bạn xem TV nhiều không? Không nhiều lắm. Rồi bạn dành bao nhiêu tiếng này? Rồi xem khi nào? Rồi có xem khi ăn không? Rồi bạn thích chương trình nào? Và kết bài là tóm lại tôi nghĩ rằng tôi có một thói quen xem TV tốt. Ok. Rồi. I enjoy watching. I usually watch TV. Rồi. Nào, ghi này. Hướng dẫn ghi này, chép vào luôn con. I have a, chép vô, I have a TV viewing, chép vô con. Habit. I have a good TV viewing. Good nha. TV viewing habit. Rồi, ghi. Ghi vô. I don't like watching TV so much. Tôi không thích xem nhiều lắm. I spend 30 minutes a day. Tôi dành 30 phút một ngày watching TV. Bọn kia nó đang đổ cho nhóm quý đó bà. Mấy đứa kia, bọn kia nó đang đổ cho nhóm quý ấy. Đúng là nhà có tiền nó khác ha. Hầu hạ cung phụng quá nhờ. Ôi, chấp chữ cho em đi cô. Chép đi. I spend 30 minutes a day watching TV. Tiếp. Bạn xem I watch TV in the evening. I often watch TV in the evening. Viết vô. After dinner. Chép vào. Tôi chả bao giờ vừa ăn vừa xem TV. Mình đang tâng bốc mình lên. I never watch TV. When I am eating. Rồi, I like watching sport. Most. I like watching sports the most. Tôi thích xem chương trình thể thao nhiều nhất. Because I like football.
I want to watch football matches. Football matches in the world. Rồi. Rồi, in short, tóm lại. I think I have a good TV viewing habit. Viết xong chưa? Cô nó ghi được 3 câu mà cô. Đùa, 50 từ con ạ. Mất nét, mất nét. Cô cọp đi gửi sang con chép lại đi. Chứ để nhìn nhỏ quá không nhìn được. Chia sẻ được hả vậy? Chia sẻ gì? Rồi em có một khoai lang là 5 phút cùng chú đi biết chia sẻ cô cứ nhầm tên hai anh em con nhé. Hả? Cô toàn nhầm tên. Viết đây. Nhanh vở với con. Hết chưa? Tớ phải là nó hết rồi chuyển sang cái bài lúc kinh bách và vở. Nhanh lên.